Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm PUBG Mobile, một phiên bản cực kỳ là hot dành cho anh em yêu thích chế độ sinh tồn mà không có PC để chơi. Nếu bạn muốn tải game này thì mình sẽ đặt link bên dưới ô comment, các bạn vào đấy để tải. Đối với những bạn xài iOS thì các bạn phải có ID Apple China thì các bạn mới tải được. Còn không có thì bó chim thôi. Còn Android thì vẫn tải như bình thường. Mình sẽ để link bên dưới. Hiện tại thì mình mới mở được cái bộ vàng đấy, không biết là sau này có bán được tiền không, mong là bán được. Cộng thêm cái mắt kính nữa cũng khá là đẹp. Ok, cái tựa game này thì nó sẽ không có tâm đuổi như là CS Mobile, đâm ra thì bắn nó hơi bị khó. Đối với scope 4x với lại 8x thì mình cảm giác bắn cũng khá là khó, tại vì nó không có cái tâm đuổi. Ok, chúng ta lên máy bay 100 người, map thì y như đúc luôn. Đối với một số nhà thì nó có thể mod lại khác màu hoặc cửa không có. PUBG Mobile thì nó sẽ chia làm hai phiên bản, một phiên bản thì giống y như đúc và đồ họa kém hơn một tí. Đây là phiên bản đồ họa kém hay sao ấy. Còn phiên bản kia thì mình chơi đẹp hơn một tí nhưng nó không có cái mục cài đặt chỉnh lại các nút di chuyển cho nó hợp ý với mình ấy. Tại vì mình chơi không quen cái mặc định của nó. Ok, mình sẽ bay vào Military Base, một nơi anh em Việt Nam rất thích vào. Vâng, vào đây là rõ đông luôn. Ok, trên PC thì rõ đông, nhưng ở đây thì mình nghĩ là chúng cũng không đông đâu. Cơ bản thì nó giàu thôi, K98, 8X các kiểu, không thiếu cho anh em nào. Đôi khi mình loot đúng một nhà C là mình đi thôi, thì không cần phải loot hết. Đi giết người kiếm đồ, tại vì người ở đây thì cũng khá là dễ giết. Anh em mới chơi mà, mình thì chơi CS Mobile với lại chơi game này trên PC nhiều rồi, nên mình nắm bắt hết được những cái chiến thuật. Ok, úi dồi, có thằng đi theo này, hay quá. Rồi, úi dồi, Tommy Gun bằng giáp này. Ok, lại giáp, mình sẽ đi kiếm thằng kia. Vâng, những cái nút thì anh em tự làm quen thôi. Mình cũng khá là ngáo tại vì không quen. À đây rồi, không quen mấy cái nút này. Úi dồi ôi, gì đây, úi dồi, bất lực. Chả còn điều gì để nói. Vào nhà đeo có súng, nó mở cửa bên này rồi nó không có súng anh em ạ. Cạn lời, đen thôi. Ok, mình nghe tiếng chân nhưng không biết là ở đâu. Không biết là xung quanh đây còn ai không. Nãy nhảy thì không để ý lắm, chỉ thấy một thằng nhảy cùng với mình thôi. Ok, cái này không tự động mở cửa nhá, mà bên bản đẹp kia thì lại mở cửa auto 4x này. Úi dồi ôi, cái phụ kiện nó in đúc trên cái phiên bản PC vậy. Ở giữa này không có cửa này. Vãi xoài. Flat Hider 2x, ok. Hãy chứ không dùng rồi, hãy thả bắn tâm ruồi cho nó chắc chuyện. Vâng, Thompson thì không có súng để mà gắn thôi. À, mũ này, đạn 5. Gì đây? Úi dồi, ca này, hay quá. Ok. Ở bên phiên bản đẹp thì nó sẽ mặc định là có holo trong súng. Và chơi như kiểu là CS Mobile vậy. Ui, mũ 3 này, ngon vậy. Ok, cái xác suất mình vào đây ý, thì toàn được mũ 3 với lại K98 thôi. Có khi lại ra đây là full K3 đấy. Xác suất rất là cao. Mình đi tầm một nhà là mình có thể đi luôn được rồi, không cần phải loot hết đâu. Rất là phí thời gian. Chúng ta trải nghiệm game thì tốt nhất là đi bắn nhau cho nó vui. Chứ còn trải nghiệm game mà đi loot đồ thì nó cũng hơi chán em ạ. Khi mà chúng ta bắn tốt rồi thì chúng ta có thể loot đồ, try hard hơn. Ok, chả hói quần què đi. Nhưng mình phải loot hết cái nhà này đã nhá. Đấy, ít nhất thì cũng phải loot hết một cái nhà rồi đi. Úi dồi ôi. Úi dồi, chả có gì. Di chuyển nó hơi bị lệch lạc một xíu. Bò sang bên kia. Bò sang bên kia rồi. À, cái định mệnh.
con lợn này nấp sau cỏ với bố mày à? Sai lầm to rồi đấy. Mà cái bụi cỏ thì nó không có thể chặn được cái luồng đạn mà mình dã vào đâu bạn ơi. Giáp 3 này, ok. Úi dồi ôi, AK em. Chắc mình sẽ bắn AK đi. AK rất là mạnh. Mình khuyên các bạn nên tìm và chọn những cái khẩu súng AK mà bắn M4 hoặc M16 thì tốt nhất là không nên xài. Bởi vì bắn cảm giác rất là yếu. Ok. Cái game mobile thì bắn táp là nhiều thôi, bắn gần thì sấy cũng ok. Rồi mình sẽ nhặt hết đạn đi, để phòng thằng nào nó ra nó loot. Đấy. Vâng, của mình là phải loot hết anh em ạ, không bỏ sót được cái gì. Lát bước sau mình sẽ rời khỏi military thôi. Có xe mà, chạy vào bo hiện tại thì cũng khá là xa. Mình nghĩ là nên chạy qua vùng đất bên kia luôn, đỡ phải bị chặn cầu. Cái xe cũng khá là dễ di chuyển. Không biết là đã clear chưa, nhưng mình nghĩ là vẫn còn đấy. Hình như là bắn nhau trong này, nhưng chắc là mình nghĩ bỏ đi, giữ bảo toàn tính mạng, lấy top nó chuẩn hơn nhiều. Vâng, thay vì việc tìm và giết chết bọn nó, bọn đấy chảy cối lắm. Có khi nó lại khô máu trong đấy thì ngồi chờ đến già anh em ạ. Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng người như nước cuộn. Có cái định mệnh đâu ra vậy? What the hell? Thằng nào bắn mình nhở? À đây rồi. Tao lại sợ mày quá cơ. Úi dồi, bắn sấy các kiểu này. Định mệnh, giờ chết của mày đã điểm rồi đấy. Này thì thích thấy đú này. Ok, sấy xe của tao à. Bây giờ để lại đống hòm này, lút thôi. Úi dồi ôi, thằng này cũng nghèo. Nghèo vơ cơ lơ. Chả cái con khỉ gì. Chán thật đấy chứ. Chỉ có 30 viên đạn thế cũng sẽ xe. Cạn lời. Ok, chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình đi đến top 1 thôi. Vâng, cố gắng được cái top nào. Top 2, top 3 cũng được, không cần nhiều. Vâng, trải nghiệm game mà, không cần top cao đâu. Cho anh em thấy được những gì trong game này là được rồi. Mà mình thấy cái màn hình nó hơi bé anh em ạ. À chết nhầm, không phải hơi bé mà nó hơi bị tối. Không biết chỉnh sáng như thế nào. Ai biết chỉnh sáng thì có thể comment cho mọi người cùng biết được không ạ. Rất là khổ anh em ạ. À con lợn này. Mày bắn bố mày này. Ok. Úi dồi ôi, khi bắn chết xong ý, nó còn bốc khói ở cái hòm nữa cơ. Vâng, đề phòng chúng ta không biết là giết chết nó xong rồi không biết là loot chỗ nào ấy. Vâng, rất là hay. Đôi lúc mình chơi trên PC ấy, mình giết xong mình tìm xác sấp mặt lờ luôn anh em ạ. Ok, thao tác loot đồ rất là dễ. Nó có auto loot đồ, nhưng đối với cái việc loot đồ bằng tay như thế này mình thấy là nó hữu ích cũng rất là tốt. Khá là hay. Khi mà chúng ta chỉ kéo và vứt thôi, chứ không cần phải lắp hay các kiểu gì cả. Kéo vào đâu thì nó sẽ di chuyển vào đấy. Thế các bạn thấy hay không ạ? Ok, chúng ta sẽ đi thôi. Không nên đứng một chỗ khá lâu. Úi dồi, cái gì đây? What the fuck? Kìa. Á đủ. Tuy nhiên khuất rồi, cho mình sẽ kiếm và giết nó thôi. Dám chạy vào khu vực của tao này. Đâu rồi? Nó chạy nhanh nhở? Con lợn này đi nhanh vậy? Ơ? Thằng nó bắn mình vậy? What the hell? À đi rồi, ngoài đồng. Cái định mệnh nó nữa. Yếu cái này. Yếu rồi này, ok. Nice. Còn thằng chạy qua đây, không biết đâu rồi. À, đây rồi.
Úi dồi ôi. Dừng lại là sai lầm. Nó đâu ấy? Ui, nó chạy qua đây rồi, vãi. Mình cứ tưởng bên kia. Đậu dây. Hay lắm DM. Mày chạy đâu? Bây giờ mày chạy đâu? Mày đứng giữa đồng mày đấu súng với bố à? Hay quá, hết shot này. Ok. Cái này mình thấy am vào đầu nó cũng khá là dễ anh em ạ. Cơ bản là nó không có cái tâm đuổi. Nếu mà nó có cái tâm đuổi chỉ cần một tí thôi là cái game này còn tuyệt vời hơn nữa. Đây rồi. Lút thôi, chả có con mẹ gì. Ui. Bình tĩnh. Ok. Tao sợ mày quá cơ. Cho mình sẽ bắn ca luôn. Nãy giờ chưa bắn ca rồi. Úi dồi ôi, vãi xoài. Đừng yên đi bạn ơi. Úi dồi, một viên rồi. Hai viên, ok. Hình như là vào đầu. Tuyệt vời. Có nên ra loot không ta? Chỗ này kiểu như là một tâm điểm của cái sự chú ý đấy. Để chúng ta sẽ uống nước đi. Killer chúng ta sẽ để dành. Không biết còn ai không. Nãy bắn nhau hơi bị nhiều, chắc chắn sẽ thu hút một lượng lớn người quan tâm. Mình chắc chắn là vậy. À đồ. Thì mày lái xe vào đây à? Này thì lái xe. À trúng rồi này. Thằng này yếu lắm rồi. Chạy đâu cưng ơi? Nó chạy đâu rồi? Ơ tốc biến à? Mái xoài, mới chớp mắt một cái thôi nó biến mất đâu rồi ấy. Còn cạn lời. Còn mất dạng luôn anh em ạ. Chả thấy xe luôn, cũng chả thấy người. Hay nhở. Vâng, bọn này tốc biến hay đấy. Không biết là nó chạy đâu rồi. Mình nghĩ nó chỉ ở loanh quanh. À này à. Rồi. Úi dồi, tự nhiên lạc trôi. Nó không biết từ đâu chạy lại. Công nhận khu nhà này hot thật. Cứ ở đây thôi. Còn quân các nơi nó tự ùn ùn kéo đến. Mình cần biết được cái vị trí của thằng lúc nãy. Mình thấy nó chạy ngang không biết đi đâu nhở. Có phải đấy không? À, nó kìa. Nó kìa. Không knock à? What the hell? Ô, vào đầu không knock. Ảo vậy. Úi dồi, thầy nhiên. Úi dồi ôi. Cái gì đấy? Cái gì? Ô, định mệnh. Trúng tường ạ. À. Này thì nấp ló này. Ok. Vào loot thôi. Công việc đơn giản. Việc nhẹ lương cao đấy. Úi dồi, có first aid kit trong này nữa cơ. Mệnh. Mình còn chả loot đến cái khu nhà này nữa chứ. Rồi chúng ta sẽ thuốc nước đầy đủ để phòng lúc hoạn nạn. Úi dồi ôi, thằng này giàu. Vâng. Chúng ta phải gọi là cái giàu dã man ấy. Ok, như vậy là đủ rồi. Đây này. Úi dồi ôi, sao không đi tới vậy? Một viên vào người. Ôi cái định mệnh nữa. Vãi xoài. Này thì KS hàng của tao này. Định mệnh mày. Khốn nạn vậy. Không biết thế mình cầm AK mình táp luôn. Tiếc thế. Úi dồi ôi. Khó bắn ghê. Đâu rồi?
Chạy đâu ấy? Úi dồi, thằng này nó ngáo vậy. What the fuck? Rồi, gãy. Vâng. Đơn giản. Cái tội KS hàng của người khác này. Cái tội đấy là tội chết đấy. Ok. Úi dồi, giàu. Verkler. Đấy, đấy là lý do tại sao các bạn không nên lúc đồ quá nhiều. Vừa đủ là được rồi, không cần quá nhiều đâu. Nhiều quá có khi lại mất cái cảm giác chơi game. Ok. Bắt đầu bo rồi. Bo ra bên kia. Không biết là xung quanh đây còn ai không. Nhưng các bạn cũng phải quan sát kỹ các bạn nha. Tại vì không biết, không thể biết là nó sẽ nấp chỗ nào trong cái khu vực này. Mình sẽ di chuyển tiếp vào đây. Ok. Tầm này trong bo rồi. Đấy các bạn thấy không? Nó chạy kìa. Ý, ý. Tại nhiên không biết ở đâu luôn. Chắc chắn luôn. Ở mình ninja trong này mà. Thấy thế đéo nào được. Còn 5 người. Không biết sau lưng mình còn ai không. Mình cũng sợ có những thằng cũng ninja như mình. Và những thằng đấy cực kỳ là nguy hiểm. Còn 3 người. Còn 2 thằng nữa thôi. Cố lên. Top 1 nào. Không thì top 2 gì đấy cũng được. Tầm này thì mình cũng chẳng sợ nữa rồi. Mình chỉ cần bo về bên mình nữa thôi là mình win. Đơn giản. Cái này cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bắn hay cũng là một điều rất là quan trọng. Nhưng cái bo nó cũng là quan trọng hơn rất là nhiều. Bo mà chỉ cần lợi về mình một tí thôi là khuất này. Đâu rồi? Đây rồi, đây rồi. Chạy đi. Úi dồi, khó quá. Cái này mình rất là khó anh em ạ. Spam cũng không, cũng sợ. Vâng, thôi bỏ đi. Chắc là nó đẩy vào nhà kho. Nhà kho chắc chắn là có người. Mình có nên đẩy vào không nhỉ? Để xem bo như thế nào đã. Chúng ta chưa biết được như thế nào được. Cứ đợi bo thôi. Tầm này chúng ta cứ chơi ninja thôi. Top 1 là chính à. Đã đi vào đây. Trừ vi lúc đầu anh em bắn linh ta linh tinh thì mình không nói. Nhưng đã đi vào đây rồi thì hãy cố gắng top 1 chứ đừng có bắn tào lao nữa. Rồi không cần tham kill đâu. Tầm này mình cũng hơn 10 kill là vậy là ok rồi. Cũng không cần tham làm gì. Bắn cũng khá là dễ. Vẫn chắc tại người ta cũng mới bắn. Mình cũng ngáo mà. Nhưng cơ bản thì mình chơi nhiều game PUBG Mobile rồi. Đấm ra thì nó cũng lợi hơn một tí. Kìa nó chạy ngoài đồng kìa. Vãi xoài. Thằng này thích chạy đồng ấy nhở. Sợ thật ấy. Mình sẽ di chuyển vào bo. Không biết có cây đầu kiều người không chứ. Nó mà có người nữa thì sợ. VL. Những bước bò chậm rãi. Vâng. Ui dồi ôi. Run hết cả tay đây anh em ạ. Không biết là có được top 1 hay không. Chúng ta hãy sử dụng hết nước hết thuốc. Có bao nhiêu thì hãy uống hết đi. Uống đái đường thì thôi. Vâng, uống thuốc mà khi có nào các bạn mà bị bệnh mà. À không bị bệnh chứ. Không bị bệnh mà uống vào mà bị bệnh thì được rồi. Ok, xung quanh mình chắc là không có ai. Tầm này mình nghĩ là trong nhà kho. Ui, khói kìa. Phải xoài, nhà kho bắt đầu. Có cái gì đấy hơi lạ mà.
Nó ném khói làm cái gì nhỉ? Hay là trong nhà kho không có? Mình sợ ở ngoài cơ. Ở nhà kho thì chỉ thấy được một thằng. Chúng ta cứ nằm im quan sát đi. Tại vì mình trong bo mà, không phải xoắn. Ui, nó giết được người kìa. Vãi, hay vậy. Và bây giờ sẽ là tình huống 1v1. Không biết là cái cặp đôi kia nó làm gì trong nhà kho mà chết một thằng rồi. Chắc là thằng kia mệnh bạo quá hay sao ấy. Cố lên nào. Top 1. Úi dồi. Mình vừa nhìn lên quả bo, các bạn nhìn thấy gì không ạ? Vâng, bo ra đây. Bo như thế này thằng kia sống thế đéo đâu được. Vâng, chắc chắn là top 1 rồi. Và mình xin khẳng định là top 1 luôn. Bo như thế này mà không top 1 nữa thì thôi, nghỉ game. Bo này là bo lợi mình ấy, nó phải chạy ra. Tầm này cứ lấy súng mà xả thôi. Ok, bắt đầu bo này. 5 giây, 4 giây. Chạy đi bạn ơi. Tranh thủ mình uống thêm tí nước. Lát nghỉ game không có nước mà uống. Chạy ra đây. Ngại ngùng cái gì? Chạy đi, đừng ngại ngùng. Ui dồi ôi, thanh niên mò ra kìa. Ui dồi, chạy viền bo ấy. Này thì chạy viền bo này. Rất là hay. Nhưng cái bo nó không ủng hộ bạn. Ok, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì quên like, subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.